quý vị đang quay trở lại với bản tin FBNC và đây là phần tin thế giới. Thưa quý vị, sắc xanh đã ngập tràn phố Wall trong phiên giao dịch ngày thứ hai đầu tuần. Nền kinh tế Mỹ đã tiếp tục được củng cố bởi những dữ liệu kinh tế lạc quan. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,24%, chỉ số S&P 500 và chỉ số Nasdaq tăng lần lượt 0,58% và 1,01%. Có khoảng 7,1 tỷ cổ phiếu được giao dịch trên các sàn chứng khoán tại Mỹ, thấp hơn mức bình quân 7,9 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần đây. Chỉ số Dow Jones thiết lập đỉnh cao mới sau khi Mỹ tiếp tục công bố dữ liệu kinh tế tích cực với lĩnh vực dịch vụ của nước này trong tháng 11 vừa qua, đã có mức tăng cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Cùng với bản báo cáo lương phi nông nghiệp được công bố vào ngày 2 tháng 12, cùng với kết quả lạc quan tương tự, đã củng cố thêm đà tăng vững chắc của nền kinh tế Mỹ và là dấu hiệu giúp cục dự trữ liên bang Mỹ Fed có thể xem xét nâng lãi suất ngay trong cuộc họp tháng này. Trong đầu tính S&P 500, nhóm tài chính, ngân hàng nhanh chóng lấy lại phong độ sau phiên giảm điểm hôm cuối tuần qua. Cụ thể, cổ phiếu của SPSY tăng 1,2%, còn cổ phiếu của Goldman Sachs cũng tăng 2,3%. Ngược lại, nhóm ngành y tế giảm 0,2%, đây cũng là nhóm giảm điểm nhiều nhất trong rộ tính S&P 500. Cổ phiếu Amazon giao dịch trên Nasdaq tăng 2,6%, sau khi hãng này mở thêm một cửa hàng thông minh ngay trong trụ sở chính của công ty tại thành phố Seattle. Và kết thúc phiên dịch ngày hôm nay, ngày 6 tháng 12, thì thị trường châu Á đang có những dấu hiệu khởi sắc trở lại sau những lo ngại về cuộc trưng cầu dân ý ở Italy. Thị trường úc giữ lãi suất cơ bản ổn định. Ngân hàng dự trữ trong một cuộc đánh giá chính sách tiền mặt mới đây cũng cho biết dự trữ tiền mặt ở mức 1,5% như kỳ vọng. Cụ thể, chỉ số cổ phiếu của úc ASX 200 đóng cửa tăng 0,52%. Cũng trong phiên giao dịch ngày 6 tháng 12, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,47%, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,35%. Số tăng này được đánh giá là nhờ những phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc. Theo Bộ trưởng Tài chính nước này, Hàn Quốc sẽ chi 68% ngân sách của năm 2017 để thúc đẩy kinh tế. Và cũng trong một diễn biến khác, 9 trên 10 nhà lãnh đạo của các tập đoàn lớn Hàn Quốc phải đối mặt với cuộc chất vấn trực tiếp trên truyền hình, trong đó bao gồm các nhà lãnh đạo của Samsung và Hyundai Motor Tuy vậy, hai mã cổ phiếu này vẫn đang có xu hướng tăng điểm. Ở Hồng Kông, chỉ số Hang sen cũng tăng đến 0,65%. Đi ngược lại, Shanghai Composite đóng cửa phiên giao dịch giảm 0,17%. dù kết quả trên cầu dân ý đã đi đến kết quả rõ ràng là thủ tướng Matteo Renzi phải từ chức nhưng vấn đề là sau ông Renzi ai sẽ là người kế nhiệm và liệu đây có phải là một rủi ro đối với mối quan hệ giữa ý và khối sử dụng đồng tiền chung châu eurozone hay không chúng tôi đã có một số ghi nhận ngay sau đây sau 2 năm rưỡi giữ chức thủ tướng với nhiều kỳ vọng sẽ đưa nước này ra khỏi khủng hoảng nợ thủ tướng Matteo Renzi đã phải từ chức Quyết định của ông Renzi đã đẩy đồng euro giảm giá xuống mức thấp nhất trong 20 tháng so với đô la Mỹ. Tâm lý thị trường chứng khoán và trái phiếu rơi vào hoang mang. Diễn biến này mở đường cho việc xây dựng chính phủ mới và nhiều khả năng đảng đối lập năm sau sẽ thắng thế. Đây là đảng chống đối Eurozone, tức có khả năng Ý sẽ xem xét chuyện rời khỏi khối sử dụng đồng tiền chung. Lãnh đạo các nước Eurozone cũng tỏ ra quan ngại. Tôi thấy rằng cuộc trưng cầu dân Ý đã không mang lại kết quả như Thủ tướng Renzi mong muốn. Tôi luôn ủng hộ chính sách của ông ấy. Dù gì đi nữa thì cũng là chuyện nội bộ của Ý, chúng ta cần tôn trọng nó. Điều quan trọng là phải giữ cho châu Âu đi đúng hướng. Từ phía các nước châu Âu, Ngoại trưởng nước ông Frank-Walter Steinmeier cho rằng đây là một kết quả không hề tích cực đối với khu vực giữa lúc đang đối mặt với nhiều khó khăn. Trong khi chúng ta còn đang hài lòng với kết quả bầu cử ở Áo thì lại phải lo về Ý. Đây không phải là một cuộc khủng hoảng, nhưng để tránh khủng hoảng xảy ra, chuyện này cần sớm có hướng giải quyết. Đây chắc chắn không phải là điều tích cực đối với giai đoạn được coi là khó khăn nhất của châu Âu thời hậu chiến. Châu Âu liên tiếp trải qua nhiều sự kiện làm dấy lên câu hỏi về khối thống nhất này, trước hết là Brexit ở Anh, sau là sự trỗi dậy của nhiều đảng phái chống đối sử dụng đồng tiền chung ở Pháp, Bỉ, cùng nhiều vụ khủng bố. Nói về Italyxit, một số chuyên gia bày tỏ quan điểm trấn ăn dư lượng về khả năng này. Đúng là châu Âu hiện tại đang bất ổn, nhưng nếu nói là sẽ có Italicis xảy ra, hay đây là sự kết thúc của châu Âu thì là nói quá. Hôm 5 tháng 12, Thủ tướng Ý Matteo Renzi đã gặp Tổng thống Sergio Mattarella để đề đơn xin từ chức. Tổng thống Mattarella đã đề nghị ông Renzi khoan vội rời đi cho đến khi nào ngân sách được quốc hội thông qua, dự kiến trong vài ngày tới. Sau khi ông Renzi từ chức, Tổng thống Mattarella sẽ cùng bàn bạc với lãnh đạo các đảng phái để xác định người kế nhiệm chức thủ tướng mà không thông qua bầu cử toàn dân. Đây được coi là một trong những điểm yếu của hệ thống chính trị Ý. Riêng ở đảng Dân Chủ cầm quyền, vẫn chưa chắc ông Renzi có được sự ủng hộ để giữ cho ông quyền quyết định tham dự vào cuộc họp bổ nhiệm tân thủ tướng hay không. Vài ngày tới, tôi nghĩ tổng thống sẽ tìm cách để tìm ra người kế nhiệm thủ tướng. Tôi không biết chính phủ mới sẽ có thành phần nội các như thế nào, nhưng chúng ta sẽ có chính phủ mới sớm thôi. Cho dù kết quả đã rõ ràng, nhưng tương lai của nền chính trị kinh tế Ý sẽ như thế nào thì còn bất định. Bộ trưởng kinh tế Ý ông Pier Carlo Padoan, người sắp có cuộc họp với Bộ trưởng Tài chính châu Âu tại Brussels trong tuần này, là ứng cử viên sáng giá cho vị trí thủ tướng. Chủ tịch Hạ viện Pietro Rasso và cựu thủ tướng Silvio Berlusconi cũng nằm trong danh sách những người kế nhiệm. Tôi không biết phải nói gì. Ai cũng có điểm không tốt. Tôi nghĩ tôi sẽ bầu cho ông Berlusconi. Thực sự rất là khó lựa chọn, tôi không thấy hiện tại ai có đủ sức để cho người dân ủng hộ, tôi không muốn bầu trại cả. Sau hơn 2 năm thực hiện nhiều quyết sách thắt lưng bụt bụng, kinh tế Ý đã thoát khỏi khủng hoảng nợ. Tuy nhiên, thâm hụt ngân sách vẫn cao, tỷ lệ thất nghiệp chưa có mức sụt giảm đáng kể. Đây được cho là những nguyên nhân đẩy vị Thủ tướng chỉ mới 41 tuổi này phải rời chức. Thưa quý vị, hôm nay thì Trung Quốc đã gửi đi thông điệp riêng cho Mỹ sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump có cuộc nói chuyện điện thoại trực tiếp với người đứng đầu Đài Loan bà Thái Anh Văn nhằm kêu gọi Mỹ xem xét lại cam kết của mình về chính sách một Trung Quốc. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra tuyên bố về những nguyên tắc trong chính sách một Trung Quốc. Đây được coi là nền tảng chính trị trong mối quan hệ Trung-Mỹ. Ông cho biết, thế giới đều rất rõ về vị trí của Trung Quốc trong vấn đề này, và nước Mỹ, bao gồm cả đội ngũ của ông Trump, cũng nên hiểu rõ điều này. Đài Loan luôn là một trong những vấn đề quan trọng và nhạy cảm nhất trong mối quan hệ Trung Mỹ. Một trong những lý do căn bản nhất khiến cho mối quan hệ giữa Trung Mỹ phát triển hơn 40 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao chính là nước Mỹ nhìn chung vẫn tiếp tục chính sách một Trung Quốc và những nguyên tắc cơ bản của bộ ba thông cáo. Đây là điều kiện chính trị tiên quyết để đạt được những bước phát triển vững mạnh và bền vững trong quan hệ Trung Mỹ, từ đó thúc đẩy sự hợp tác giữa hai đất nước vì những lợi ích thiết thực. Chỉ có cách giữ vững yếu tố chính trị tiên quyết này mới có thể khiến cho quan hệ Trung Mỹ và Mỹ Trung đạt được những lợi ích thiết thực hơn nữa trong tương lai. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng thêm rằng cuộc gọi điện của bà Thái Anh Văn với tổng thống mới đắc cử Donald Trump sẽ không thể là đầu cản dẫn đến thay đổi trong quan điểm nhất trí về chính sách một Trung Quốc trong cộng đồng quốc tế. Liên Hiệp Quốc vừa có buổi họp báo tuyên bố trong năm 2017, tổ chức này sẽ cần đến 22,2 tỷ đô la Mỹ cho viện trợ nhân đạo. Đây là con số lớn nhất từ trước đến nay. Cơ quan hợp tác viện trợ nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết, số tiền 22,2 tỷ đô la Mỹ mà Liên hợp quốc đề nghị các quốc gia thành viên hỗ trợ sẽ dùng để viện trợ nhân đạo cho gần 93 quốc gia đang bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và thiên tai. Hơn một nửa trong số này sẽ viện trợ cho người dân tại Syria, Yemen, Iraq và Nam Sudan. Con số viện trợ của năm sau cao gấp 3 lần mức 7,9 tỷ đô la Mỹ hồi năm 2011. Đây là số tiền viện trợ nhân đạo trong tình trạng mà nhân loại đang rơi vào khủng hoảng chưa từng có. Kể từ sau Thế chiến thứ hai, hơn 128 triệu người đang cần viện trợ từ cộng đồng quốc tế để sống còn. Nhiều quốc gia như Afghanistan, Burundi, Cộng hòa Congo và Somali đã đề đơn xin viện trợ nhân đạo gần như mỗi năm trong vòng 25 năm qua, và năm 2017 có thể coi là năm nặng nề nhất. Theo Liên Hợp Quốc, hồi năm 2016, Liên Hợp Quốc cần 22,1 tỷ đô la, nhưng đến, đến ngày 30 tháng 11 thì mới chỉ giải ngân được 51%. Ông Van der Bellen, 72 tuổi, đã giành chiến thắng trong cuộc đua tổng thống của Cộng hòa Áo vào hôm Chủ nhật vừa qua, với tỷ lệ phiếu bầu là 53,3%, vượt qua đối thủ của mình là Norbert Hofer của đảng Tự do Cánh Hữu, với tỷ lệ phiếu bầu là 46,7%. Chiến thắng của Bellen cũng giúp cho nước Áo tránh khỏi việc trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu đi theo cánh hữu kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Đây cũng có thể coi là chiến thắng của các quốc gia châu Âu khác. Tuy nhiên, vẫn có một số ý kiến lo ngại rằng vẫn có tới 46% cử tri Áo ủng hộ ứng viên tổng thống Hofer là người chịu ảnh hưởng của phong trào chống nhập cư, chống lập hội và các đảng theo chủ nghĩa hoài nghi ở châu Âu trong nền chính trị Áo. Chúng tôi đã lo sợ rằng có một tổng thống mới theo cánh hữu sẽ là một điểm xấu cho nước Áo. Và giờ là tổng thống, người hứa hẹn sẽ gắn kết khoảng cách giữa những người dân. Vì vậy, tôi nghĩ rằng đây có thể là một kết quả lạc quan. Theo đó, Van der Bellen từng là giáo sư kinh tế để nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Liên minh châu Âu và là người ủng hộ các chính sách di cư tự do sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 26 tháng 1. Thưa quý vị, Tổng thống Iran mới đây đã bày tỏ thái độ không vừa ý trước việc Mỹ tổ chức cuộc biểu quyết liên quan đến việc tái thiết lập lệnh trừng phạt lên Tehran và cho biết là sẽ đáp trả nếu Tổng thống Obama thông qua quyết định này. Thượng viện Mỹ hôm ngày 1 tháng 12 vừa qua đã tổ chức một cuộc biểu quyết về việc nới rộng lệnh trừng phạt lên Tehran Cụ thể là gia tăng thời gian trừng phạt thêm một thập kỷ nữa. Trước bối cảnh đó, tổng thống Iran đã tuyên bố nếu tổng thống Mỹ ông Obama ký kết lệnh mở rộng thì Tehran sẽ sẵn sàng đáp trả. Theo tổng thống Iran, cuộc bầu chọn trên của Thượng viện Mỹ đã xâm phạm nghiêm trọng thỏa thuận hạt nhân Iran, lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt lên Iran bắt đầu từ năm 1996 do chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của nước này. Sau 20 năm đến ngày 16 tháng 1 năm 2016, ông Obama mới chính thức ký sắc lệnh dỡ bỏ lệnh cấm vận lên Iran sau khi Iran được công nhận đã thu hẹp chương trình hạt nhân. Thượng viện Mỹ cho rằng việc tái thiết lập lệnh cấm vận lên Iran sẽ tạo áp lực cũng như gia tăng quyền kiểm soát về an ninh lên Iran, đồng thời kiểm soát thái độ của Iran đối với các nước đồng minh của Mỹ. Phía Mỹ kỳ vọng Tổng thống Obama sẽ ký kết lệnh cấm vận này vào ngày 9 tháng 12 tới.